Từ bây giờ đứng bên trong hồi nãy ra đây hát phục vụ cho quý vị rồi, bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị nghe nha. Xong mà từ giờ ngồi bên trong á, thấy tất cả quý vị ai cũng dễ thương, ai cũng vỗ tay cho nghệ sĩ á. Cho nên soạn câu chào chào lấy lòng quý vị kêu được không nghe. Chị qua xin kính chào tất cả các anh các chị, chào quý vị từ thành thị đến công ty, chào từ công ty chào qua từng đợt xin liền buộc cần có để tôi chào được chào ào ào. Tao nói mình định muốn chào cho xịn, phải chào toàn bộ quý khán giả có mặt ngày hôm nay. Được không? Được vỗ tay thiệt lớn đây, mình diễn tới sáng luôn. Dạ đúng rồi. Nói nghe nè, hồi nãy á, trên đường em tới đây em phục vụ cho quý vị, xong em gặp quỷ kia nó chặn em lại, nó nói quanh đứng lại. Nó trời đất ơi, tự nhiên đứng lại chi, không ai biết chăng, đứng lại làm gì, đứng lại anh yêu em, trời ơi yêu đâu mà ngang xương vậy. Tao đang đi đồ hội qua sân mà yêu cái gì. Cái nói thôi ông ơi, tôi nhìn bằng mặt ông tôi biết ông nói dối. Anh nói không, anh xin thề anh mà có nói dối hai đầu gối nó bằng nhau, trời ơi. Nó thề xong muốn mượn súng bắn cho nó so le mẹ nó cho rồi á. Nhưng mà yên tâm đi, trong cái rưỡi nó có cái mai. Hồi chiều em đánh số em trúng 5 tờ 5 tỷ đó. Bây giờ em tặng cho quý vị xài chơi ở ngoài kia mấy chục chiếc xe tải luôn. Một bao tiền cắt mỗi người, bao bao xài chơi. Chờ em chút xíu em ra lấy tiền tặng cho quý vị xài Tết đi chơi, chờ chút nha. Thằng nào ạ? Hỏi má đỏ hồng hồng. Ai ạ? Dần chân cho anh hỏi. Hỏi cái giống gì? Em có chồng hay chưa? Có chồng mới chưa kể cha ta mày hỏi chi? Ủa mà thằng nào vậy? Thằng nào em định đi lấy tiền em tặng cho quý vị mà nghe này nó hò thấy ghét quý vị cho em một phút em hò đối đáp lại nghe coi được không nha? Dạ anh hỏi thì em xin thưa, dạ con thì một năm mà chưa có chồng. Được không quý vị? Vỗ tay thiệt lớn cho này nên hể em. Ủa mà thằng nào vậy? Anh chứ ai? Ủa anh là thằng nào hò xong rồi núp luôn vậy? Cho ra mới ra chứ. Trời đất ơi, nó dám hò nó chọc ghẹo em mà bây giờ nó nói cho ra mới ra chứ. Bây giờ một là người ra, hai là vừa ra vừa ôm cái mỏ máu không ông thích cái nào. Ê anh là liền. Đã đấy. Ai vậy? Thằng quý dịch nào vậy? Hả? Ai vậy? Đợi chút. Trời ơi. Ông hả? Chứ ai? Sao ông cứ đi theo tôi hoài nhá? Tại vì anh yêu em. Hả? Không lẽ thằng này bạn của thằng hồi nãy em mới kể ta? Ủa ông nào ạ? Mấy thằng này không lẽ nó canh em ta? Trời ơi. Nhưng mà tôi nói anh nghe, tôi không có yêu anh được. Ủa sao vậy em? Tại vì tôi là gái đã có bồ. Wow. Gái có bồ như hoa có chậu. Anh đây thăm hậu đặt chậu cướp hoa. Trời ơi, mấy ông vỗ, mấy bà vỗ không chị? Thôi, đồng minh mà. Đồng minh cái gì? Phe nào chia phe đó đi, hay quá hả? Trời đất ơi, thế thật, bởi vì bây giờ em mới biết nhà má em chậu qua tan nát là do quỷ dịch này nó lén nó đập không. Ai, đừng có thừa anh nha. Nửa đêm nó qua nó đập qua không, rồi tôi gặp mấy kẻ ăn cướp nó yêu không được nó đập qua nhà má em luôn. Trời ơi, tôi gặp mấy kẻ ăn cướp, tôi gặp mấy kẻ đa tình rồi. Phải, anh là kẻ đa tình em ơi. Nhưng mà tôi sợ mấy người đa tình là. Ôi sao vậy em? Tại ta thường nói, ta nói gì nè, đa tình tự tử đu dây điện, điện giật tê tê chết tự tử. Bây giờ mới vỗ nè. Nên tôi sợ chết lắm. Phải rồi, làm sao chết được? Sao vậy? Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia đang muốn chết gì anh. Trời ơi, mấy nhỏ đó nó khôn ghê á. Ủa sao vậy? Là nó sẵn sàng chết còn không nó lấy ông đó ông nội. Anh chưa hiểu. Trời ơi, con vuốt ta cười hết trơn trên này chưa hiểu. Lấy tôi hỏi sao ông tự tin quá. Phải, anh rất tự tin. Sao vậy? Nghe nè. Dạ nghe. Sao? Ngồi buồn chẳng có một ai soi gương mới biết mình đẹp trai vô cùng giúp ta. Mày đẹp trai nhưng lại bị khùng. Vậy bị đó. Khùng cho nên ông mới đi theo vô cùng đẹp trai. Trời đất ơi, bây giờ hết dịch rồi ta đi chợ qua xưng ta kiếm tiền này nọ kia đi chơi. Có một mình ổng ở trong phòng ổng đóng lại ổng khen ổng đẹp trai vô cùng. Chẳng luôn người ta chích 4 mũi chắc thằng này nó 8 mũi á. Anh không nhớ nữa. Ôi trời ơi, con nó chích nó hết biết nó mấy mũi luôn. Hết nhớ rồi. Trời ơi, sao mà ông khùng quá ông ơi. Đâu có đâu, anh khùng lắm em ơi. Anh khùng lắm hả? À. Vậy nào giờ anh có mượn tiền vàng bạc của ai mà ta cho anh lương ta không có làm khó không? Ê chắc chuyện đó này chưa đâu. Trời ơi, vậy mà khôn đây nè, ở chợ Bình Điền người ta chỉ thì chỉ ngược lại cho anh nghe vậy mới khôn nè. Sao? Chim cô hót tiếng nhẹ nhàng. Đúng rồi. Thằng nào khôn mà hỏi mượn được vàng thằng đó mới khôn. Đúng không quý vị? Vỗ tay thiệt lớn trong này nó nể em. Rồi nó nể em rồi đó. Mượn không được cái giống chó gì mà đặt khôn khôn. Ông khờ thì có. À đúng rồi, bà con ở Bình Điền á, cho anh bằng hai lúa không em ơi. À, hai lứa tức là hiền lành chân chất thiệt thà chất phát đúng không? Đúng rồi. Ông già, ông nhìn cái bản mặt ông lầm chết á. Ủa là sao? Ông có biết ông là cái loại người gì không? Thôi thử nghe coi. Là trước mắt tôi anh là người hai lúa. Đúng rồi. Mà sau lưng tôi anh là chúa giang hồ.
nhìn cái mặt là biết đâm thê chứ mướn bài đặt xạo xạo mặc đồ vét trá hình làm ca sĩ. Em ơi anh hiền lắm em ơi. Phải không? Ừ, từ nào tới bây giờ anh chưa bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Trời ơi, không bao giờ đánh phụ nữ dù chỉ một cành hoa. Đúng rồi. Mà tặng phụ nữ cái khăn mùng so thêm nguyên cục gạch để chọi cho lỗ đầu phụ nữ. Ủa sao em nói chuyện kỳ vậy? Sao nói được, trời tôi sợ quá. Bây giờ tôi đi qua Mỹ cũng mà Mỹ, giờ tôi lên chợ Bình Điền tôi chơi, tôi phục vụ cho quý vị nó cũng đi theo quý vị. Làm ơn nói với thằng này mày kia bao nhiêu đứa con gái sao mày không thương mà cứ đi theo tôi hoài áp ảnh thuộc đệ tôi hoài buồn các đảng tháng 7 năm nào tôi cũng cuốn nhộn mà hết trận mà sao ông cứ đi theo hoài vậy. Tôi còn phải đi lấy chồng tôi trả hiếu cho má tôi chứ làm sao mà tôi chịu được quý vị. Làm ơn tuyên nói giùm em ra, tôi lấy cho em đi em không phải đi kiếm chồng đi em nó tiện tình má em bây giờ tiện tình nó lớn tuổi rồi còn phải chờ em là xuất giá chứ không lẽ giờ em để lại mà tài em lấy trời em buông tay cho tôi đi trời ơi. Thôi đâu nhiều dữ vậy trời. Giận cái hơi nó về vậy đó. Em càng chửi anh càng yêu. Trời ơi, quỷ này nó lì ghê á. Thì cuộc đời của em không có anh thì cuộc đời của em không có nắng. Trời ơi, công nhận quỷ dịch này nó nhắc em mới nhớ đó quý vị. Đúng rồi, cuộc đời của tôi nè không có anh thì đời tôi không có nắng. Đúng rồi. Mà có anh rồi nắng chết mẹ tôi luôn. Sao em chửi anh hoài vậy? Tao không chửi anh đâu nghe, người ta thường nói đó. Ủa nói vậy? Tao nói lời chửi, tao bắt gì mua lựa lời mà chửi. Cho chùa mặt nhau đã chửi, tao phải chửi. Cho tiền đâu chửi, thì em quách đâu có chùa. Trời ơi chửi, trên cái miệng nó kêu hết sức. Thôi, tao lau xuống mà phục vụ bà con Bình Điền cho vui vui đi. Chửi hoài ngán muốn chết luôn hà. Anh biết sao mà anh cứ tán tỉnh tôi mà tôi cứ tạt ra không? Ủa là sao? Là tại vì tôi không có tin anh. Bây giờ anh lạ hơn mấy người khác đi đúng không quý vị? Thời buổi này mà ăn mặc đẹp trai bảnh bao mà cứ theo lời nói lời ngon ngọt sao vô. Bây giờ lâu lâu anh về Bình Điền nè, khán giả đây tôi thấy người ta thích nè, nhạc nè, trữ tình nè, giọng cổ tá lả chân á. Bây giờ về đi quý vị, mình chơi cái game vậy được không quý vị? Là Hoàng Nhất sẽ sáng tác một bài tại chỗ tặng cho quý vị có tên em có quý vị trong đó. Quý vị vỗ tay cho Hoàng Nhất thì em lấy Hoàng Nhất, quý vị không vỗ tay Hoàng Nhất bán nhà trả cho quý vị, chơi không? Trời ơi căng dữ nha. Căng mới chơi chứ, chơi cho quý vị có tiền đi chợ xuân. Chơi chơi hà. Nhớ nha. Ừ. Này nó ăn cái gì mà nó gan ghê nha. Cái thể lệ cuộc chơi Hoàng Nhất sáng tác một bài tặng em cho quý vị luôn. Xong quý vị vỗ tay em lấy Hoàng Nhất, quý vị không vỗ Hoàng Nhất bán nhà trả cho quý vị. Rồi thế mà 2 3 đi. Còn cái thằng này nó gan dữ vậy. Ừ, đố chơi chơi à. Đó này chắc nó ra đường nó ngủ. Miền Tây mà. Nhớ nha. Ừ. 1 2 3 vô. Hoàng ơi, tôi trở lại quê xưa và gọi tên em trong những đêm mưa gió trong dòng lệ đau thương trong tiếng nghe nhà hồ nức đau. Giờ tan mặt nhau xin gọi hai tiếng cô nhân thôi mãi mãi từ đây cách biệt nhau rồi. Quanh ơi xin hẹn lại kiếp sau ta sẽ chung đường. Không có tiền nó vỗ cho dữ đi. Vỗ tay hết luôn làm vợ rồi. Cứ về quýnh cho mà thấy nè. Trời ơi thật khán giả thì dễ sợ vỗ quá trời luôn. Mà tôi nói nghe ông trời cũng giúp tôi à. Ủa là sao? Trời ơi quá trời khán giả ngồi trước cũng vỗ. Anh kia cũng muốn vỗ mặc áo vàng. Ông định vỗ sao tự nhiên ngửa được. Ông ngứa mũi quá. Ông thọt vô ông gãi mũi. Ê trời. Cái đỏ nào vậy? Bỏ lưng ông đi rồi. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Đâu áo vàng. Mèn bét ơi. Không cũng định vỗ mà sao không ngứa quá bọt gãi luôn. Chào em, cảm ơn cái lỗ mũi anh ơi. Khổ ghê à. Chào thì em sẽ tặng cho anh 800 chai rửa mũi anh ơi. Rồi bây giờ sao? Không có cái lỗ mũi, quỷ này là chết thế này rồi. Bây giờ anh dám chơi vậy không? Nói thử cái coi. Bây giờ khán giả thương ông quá, bây giờ hát theo yêu cầu khán giả. Bây giờ khán giả muốn cái gì hát nè, hát tới sáng mai cho trời qua nở luôn hát không? Nói rồi, dân miền Tây mà rủ chơi là chơi à. Trời ơi, thằng này nó gan vậy nha. Ừ. Hát không tập giật trước mà phải vô nội dung nha. Khỏi tập luôn. Tôi hát cái gì ông hát lại nghe chứ. Ừ. Dạ bây giờ mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Mạnh nào bóng hát. Mạnh MMK miễn vô thì thôi. Nhạc phẩm này chỉ có em với thằng quỷ này hát thôi. Vô. Ông vô gì quên rồi ta. Chờ nhạc vô biết. Nhớ rồi. Thì tôi tin quanh mặt lan rồi nãy. Để tôi nghĩ thì lan hả? Trời ơi tôi tin quanh ai cũng biết á. Vậy cuối cùng thằng này nó chích mấy mũi ta. Không nhớ. Thôi nó có không lẽ hậu cô viên của nó lan hơn ta. Lan đi em. Lan đâu mà lan. Từng bước đi tìm lan cô ơi. Trời con lan nó đi chủ vườn chơi đấy. Nào ngờ gặp lan tại Bình Điền. Lan ơi. Cách qua ba năm gì giống cô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hay là đồ thiệt đồ giả nó xịt nước rồi. Vui quá trời vui. Tôi cũng vui quá. Tôi thấy bà con này dễ thương với lại sắp Tết rồi. Cho nên tôi dụ anh hát thá lả tầm lum, hát nhạc, hát dòng cổ, hát búa xưa để phục vụ cho quý vị cho vui may mắn tôi, chứ tôi không có lấy anh được. Ôi trời, hứa rồi mày cho nổi. Ôi trời, vậy là thằng này nó không có nghe bài hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều. Trời ơi, trời ơi gì? Tôi nói nghe nãy tôi giới thiệu thân thế tôi ai cũng biết à. Nhắm anh thương tôi lo nổi không? Tôi mấy chục đứa con lận á. Ủa, em có chồng mà nào mà con nhiều dữ vậy? Tôi không có chồng ông ơi, tại từ nhỏ tới lớn tôi mồ côi cho nên tôi thương mấy đứa mồ côi lắm. Cho nên giờ tôi đi hát khắp nơi tôi lo cho tụi nó. Nhắm anh thương tôi lo cho tụi nó được không? Anh lo tiếp cho. Thôi thôi, thằng nào mới thương nó cũng y chang vậy, nó hứa dữ lắm. Bữa cái thằng kia y chang, em vừa đi nó lấy kéo, lấy dao, chút xíu nó lấy nội tạng con em qua Trung Quốc nó bán hết trơn rồi. Ai má dữ vậy? Mặt giống anh á. Tôi có đâu anh hiền lắm em ơi. Thôi tôi không có tin ai, tôi không có giao con đâu. Bây giờ quà chàng anh nó thương tôi đúng không? Anh theo lo cho tụi nó đi. Xong rồi 30 năm nữa cái tôi trở về Bình Điền tôi gặp từng người ta cho tôi lấy liền có 30 năm chứ mấy. 30 năm? Còn làm được gì nữa không? Sao không? Ít nhất cũng còn hai cái nú cạp đỡ ghiền. Ôi trời, nghe nhột ghê luôn á. Ở dưới ai cũng nhột chứ không phải mình anh nhột. Ôi thôi, bây giờ sao?
Thì mày phải chịu vậy thôi chứ sao. Ờ, phải chịu chứ sao. Anh hứa trước mặt bao nhiêu người rồi đó nha. À, phải giữ lời á. Đúng rồi. Trước khi đi chào quý vị được không? Đúng rồi. Chị Quỳnh và những sự chân thành cảm ơn những tràng pháo tay quý vị. Mong là tiết mục này sẽ đem đến tất cả may mắn cho quý vị trong năm nay. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Một lần nữa xin chào và nhận cái cúi đầu của Kiều Vân. Kêu vào nhất cảm ơn quý vị thật nhiều. Ừ, xin cảm ơn. Yeah.